Thưa quý vị, theo kế hoạch đã đề ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Theo đó, từ 8 giờ ngày 17 tháng 7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thí sinh có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử chính phủ, báo điện tử chính phủ, hoặc thí sinh cũng có thể xem trên website kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục Đào tạo theo các bước sau. Bước 1, thí sinh truy cập vào website của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bước 2, mục tên đăng nhập, thí sinh sẽ nhập số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Sau đó nhập mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi để đăng nhập vào hệ thống của thí sinh. Tiếp theo, thí sinh nhập mã xác nhận và bấm đăng nhập để xem chi tiết điểm của mình. Công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông được các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đến ngày 19 tháng 7. Sau đó, thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 18 tháng 7. Được biết, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, cả nước có tổng số là gần 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh tự do là gần 47.000, chiếm 4,38%. 63 hội đồng thi địa phương bố trí hơn 2.300 điểm thi với hơn 45.100 phòng thi. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi trên cả nước. Công tác chuẩn bị tổ chức thi được thực hiện chủ động, khẩn trương, kỹ lưỡng, chu đáo, toàn diện. Việc tổ chức coi thi tại tất cả các điểm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực, tạo thuận lợi và công bằng cho các đối tượng thí sinh. Thưa quý vị, dự báo sáng nay mùng 4 tháng 7, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục từ 25-28 độ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang đầy dần lên, kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần, nên những ngày qua đã xảy ra mưa lớn bao phủ nhiều khu vực tại miền Bắc. Dự báo sáng nay, mùng 4 tháng 4, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm. Cục bộ có nơi trên 120mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm. Cục bộ có nơi trên 60mm. Dự báo từ chiều mùng 4 tháng 7, mưa lớn tại khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất ở mức 33 độ C. Tại vùng núi phía Bắc, do mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Bắc Giang đã gần bão hòa, tức trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều khu vực. Một vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ trong khu công nghiệp tại Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khiến nhiều người dân hoảng sợ. Tới sáng mùng 4 tháng 7, vụ cháy đã được dập tắt. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22:30 đêm mùng 3 tháng 7 tại một nhà xưởng trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ nhà xưởng của một công ty sản xuất gỗ nằm trong khu công nghiệp kèm theo một số tiếng nổ lớn. Chỉ sau ít phút, lửa đã bốc lên dữ dội bao trùm các nhà xưởng gần nhau bên trong công ty này. Do cháy lớn, sức nóng từ vụ cháy khiến các công ty kế bên cũng bị ảnh hưởng. Phòng Cảnh sát, Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã điều động 17 xe chuyên dụng cùng 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 23:10, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng tiến hành dập tắt hoàn toàn đám cháy. Diện tích đám cháy là khoảng 2.000m². Kết cấu của nhà xưởng gây cháy là khung thép, mái tôn. Chất cháy chủ yếu là gỗ, vải, bao bì. Đến sáng mùng 4 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản thì đang được thống kê. Thời gian gần đây, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh liên tục ghi nhận các nữ bệnh nhân trẻ mắc căn bệnh viêm não tự miễn, một loại bệnh hiếm gặp và rất nguy hiểm, có thể gây tử vong. Và đáng chú ý, nhiều bệnh nhân trẻ mắc viêm não tự miễn liên quan đến u quái buồng trứng
với các triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với các bệnh về tâm thần. Bệnh nhân nữ 17 tuổi này là một trong số 4 bệnh nhân vừa được phát hiện trong tháng qua. Vì phát hiện bệnh trễ nên dù đã trải qua 3 lần phẫu thuật, bệnh nhân vẫn buộc phải cắt bỏ cả hai buồng trứng với chi phí điều trị lên tới hơn 1 tỷ đồng. Kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên vào năm ngoái, đến nay Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 17 bệnh nhân viêm não tự miễn với độ tuổi trung bình là 23. Hiện tại, 9 ca đã phục hồi hoàn toàn, 4 ca tử vong và còn 4 bệnh nhân hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Các cái tiền sử diễn tiến bệnh luôn luôn là một cái gợi ý lúc ban đầu. Và cái điều đấy cũng là rất quan trọng cho kể cả người dân phát hiện ra và cũng giống như nhân viên y tế để chú ý tới. Thì để chẩn đoán xác định thì người ta phải cần có những cái loại kỹ thuật cao. Ví dụ như chụp MRI não với các cái xung khác nhau. Có thể phải đo điện não, rồi là phải chọc dò lấy cái dịch não tủy, lấy cái dịch trong não của mình để xét nghiệm với các cái xét nghiệm rất là cao cấp và để xác định ra cái chất kháng thể đó. Cái chất kháng thể đó nó sẽ hiện diện ở trong máu và trong dịch não tủy. Theo các bác sĩ, triệu chứng của bệnh lý viêm não tự miễn là người bệnh có hành vi bất thường, rối loạn các chức năng ngôn ngữ, co giật, rối loạn vận động, rối loạn tri giác, lơ mơ, lú lẫn và hôn mê. Do đó, hầu hết các bệnh nhân thường bị chẩn đoán nhầm sang bệnh lý tâm thần và được chuyển đến các bệnh viện liên quan. Đến nay, thế giới chưa có sự thống nhất hoàn toàn về phác đồ điều trị của căn bệnh này. Quá trình điều trị bệnh viêm não tự miễn phải thực hiện trong thời gian khá dài, kết hợp nhiều biện pháp kỹ thuật cao với mức chi phí rất lớn. Cái tuổi khoảng chừng 15-16 tuổi là bắt đầu cái tuổi gọi là ẩm ương đó các anh chị, bắt đầu là cái tuổi thay đổi tâm sinh lý của trẻ em thì nó trùng hợp vô trong đó. Thì do đó là các bậc cha mẹ sẽ phải hết sức chú ý về chăm sóc con trong cái thời điểm này. Chứ còn gọi rằng là có cái cảnh báo mà bệnh nhân nhận biết thì đa phần là không nhận biết. Trước sự nguy hiểm của viêm não tự miễn, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khi được phát hiện điều trị u buồng trứng cần tầm soát kháng thể NMDA. Người bệnh khi đột nhiên thay đổi thói quen, tinh thần, giảm trí nhớ, co giật không rõ lý do hoặc có vận động bất thường, không chú ý, cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được khám và chẩn đoán điều trị kịp thời. Sáng mùng 4 tháng 7, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin về vụ việc một máy bay của hãng EVA Air bị móp cánh sau khi đâm vào cột đèn tại sân bay. Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, vào lúc 16 giờ 4 phút ngày mùng 3 tháng 7, máy bay của hãng EVA Air trong lúc lăn ra đường băng đã lăn nhầm vào bến đỗ và đâm vào cột đèn chiếu sáng. Sự cố làm gãy đổ hư hỏng một cột đèn chiếu sáng làm móp cánh trái máy bay. Máy bay trên là chiếc Boeing 777 mang số hiệu BR-396. Dự kiến có lịch trình khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc vào chiều 3 tháng 7. Cũng theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tại thời điểm vụ việc xảy ra, tình hình sân đường, sơn tín hiệu, biển báo của cảng đảm bảo an toàn khai thác. Hành khách trên máy bay đều an toàn sau vụ va chạm. Vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại cảng. Sau khi xảy ra vụ việc, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp xử lý, đồng thời lập biên bản để làm cơ sở báo cáo cơ quan quản lý nhà nước. Dự án Vành đai 4 vùng thủ đô đang triển khai là dự án đầu tiên được Quốc hội và Chính phủ cho phép thực hiện theo cơ chế đặc thù, đó là tách công tác giải phóng mặt bằng thành một dự án thành phần riêng biệt. Nhờ đó đã tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện siêu dự án cấp quốc gia này. Từ thành công của dự án Vành đai 4 vùng thủ đô, dự thảo luật thủ đô sửa đổi đã cho phép áp dụng mô hình này đối với các dự án đầu tư hạ tầng giao thông sau này, không chỉ riêng các dự án nhóm A. Sóc Sơn là địa bàn đầu tiên trong số 7 quận huyện mà dự án Vành đai 4 vùng thủ đô đi qua. Hoàn thành công tác di chuyển mồ mả ngay trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Hơn thế, địa phương còn kết hợp di chuyển, quy tập được cấp đôi số mộ nhờ áp dụng cơ chế đặc thù hợp lòng dân. Rồi quy tập các ngôi mộ của các dòng họ tại các xứ đồng, có thể là trong phạm vi giải phóng bằng dự án hoặc là ngoài phạm vi giải phóng bằng dự án thì họ cũng di chuyển về, thì để cho tập trung vào một khu vực khang trang hơn, sạch đẹp hơn. Cho nên là về mặt yếu tố tâm linh là ngoài cái việc di chuyển mộ ra thì còn nhiều hộ dân là tự nguyện bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp trước khi mà mình trả tiền cái đất ở nghĩa trang. Nhờ tách thành công công tác giải phóng mặt bằng thành một dự án thành phần riêng biệt mà tiến độ được triển khai rất nhanh, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân. Sau một năm, mặt bằng đã giải phóng được gần 98%.
tách công tác giải phóng bằng với dự án đầu tư xây dựng cơ bản ra là hợp lý, là phù hợp. Dự án lớn liên quan đến tiến độ, liên quan đến nguồn vốn thì công tác giải phóng bằng phải được tập trung trước và phải quyết liệt. Thì lúc đấy thì cái tiến độ của dự án thì mới đáp ứng được. Chứ còn nếu mà làm song song đồng thời thì cũng sẽ rất là khó khăn. Đây là một cơ chế chính sách rất là phù hợp. Bởi trước chúng ta các dự án đều bị chậm. Vậy khi thực hiện dự án thì bắt giải phóng bằng này thì nó rất là chậm. Và thứ hai là nếu như các ban tự giải phóng bằng này thì về việc xác định nguồn gốc đất và vận động tuyên truyền dân khó hơn khi giao các quận huyện làm, thì nó có cái đưa hệ thống chính trị vào cuộc. Do đó công tác vận động tuyên truyền người dân nó thuận lợi hơn. Sau một năm khởi công, tổng thể toàn tuyến đường song hành đến nay tiến độ thi công đạt khoảng 37% khối lượng. Từ trước đến nay, tại Hà Nội chưa có một dự án nào thi công với tinh thần quyết liệt và thần tốc như dự án đường Vành đai 4, giải phóng mặt bằng nhanh, thời gian thi công đảm bảo, giúp giảm chi phí phát sinh, tạo hiệu quả cao cả về kinh tế và xã hội. Dự án đường có thể hoàn thành vào năm 2026 theo yêu cầu của chính phủ. Và hiện nay các dự án nhóm A trên địa bàn Hà Nội đã bắt buộc phải tách cái tiểu dự án để bán mặt bằng cho các địa phương làm chủ đầu tư rồi. Tuy nhiên mong muốn của chúng tôi là sẽ áp dụng cho cả những dự án nhóm B hoặc nhóm C, vì thực tế chứng minh là mang đến rút ngắn cái thời gian hoàn thành dự án rất là nhiều và mang lại cái hiệu quả đầu tư của dự án. Giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó nhất, kéo dài nhất của các dự án đầu tư hạ tầng giao thông. Từ hiệu quả của dự án Vành đai 4, dự thảo luật thủ đô sửa đổi đang đề xuất những cơ chế vượt trội, phân cấp, phân quyền cho các địa phương linh động thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tách thành dự án độc lập, nhờ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thủ đô.